Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi không phải là review cây cảnh như mọi ngày quý vị đã thấy, mà hôm nay tôi cho quý vị và các bạn được biết đến một siêu phẩm kiến trúc nhà hàng mà tôi đã dành rất là nhiều công sức thời gian để set up được một không gian, một kiến trúc nhà hàng đẳng cấp. Trước mặt của chúng ta là toàn cảnh phía sân trước của một cái nhà hàng mang tên là Trung tâm ẩm thực Viết Khôi, lẩu ngựa 5 phong cách. Hôm nay là cái ngày rất đặc biệt vì nhà hàng cũng tổ chức cái buổi lễ chính thức khai trương, đưa nhà hàng, đưa Trung tâm ẩm thực Viết Khôi vào hoạt động. Và toàn cảnh sân khấu được chúng tôi tổ chức rất hoành tráng. Xin giới thiệu quý vị và các bạn. Và các bạn lễ tân cũng đã đến để chuẩn bị cái việc đón tiếp khách hàng. Vâng, chào anh Dũng. Chào đại ca. Chào các em nhá. Các em xinh đẹp. Cho tao làm chụp ảnh nhá. Em ơi, đây các bạn lễ tân rất là xinh đẹp, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Hôm nay các bạn ấy sẽ giúp tôi cái việc là đón tiếp các quý vị khách quý. Và tôi xin mời quý vị và các bạn đi sâu vào phía trong nhà hàng. Thì trước sảnh chính chúng ta có thể nhìn thấy là rất nhiều hoa của các cái đơn vị anh em đến chúc mừng. Và đây là khung cảnh mặt tiền của kiến trúc Trung tâm ẩm thực Viết Khôi. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đi sâu vào trong để xem kiến trúc không gian nhà hàng như thế nào. Trước sảnh tôi bố trí một chiếc xe phân khối lớn rất là đẹp. Đây là chiếc xe hiệu Sadao của hãng Honda. Xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây là khung cảnh tầng 1 của Trung tâm ẩm thực Viết Khôi, được thiết kế theo phong cách kiến trúc đương đại. Tôi đã chỉnh sửa rất là nhiều phương án kiến trúc để đưa ra được một cái không gian kiến trúc đặc biệt hợp với lại phong cách và ngôn ngữ trong kiến trúc mà tôi đã lên ý tưởng ngay từ ban đầu. Quý vị có thể thấy nó có đẹp không ạ? Vâng, nếu mà đẹp thì quý vị các bạn hãy đến đây, đến Trung tâm ẩm thực Viết Khôi, địa chỉ tại km 30 quốc lộ 6, thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, thành phố Hà Nội để trải nghiệm không gian kiến trúc rất là đặc biệt này. Và phía bên trái dưới sảnh tầng 1 thì tôi bố trí một cái bể cá cảnh gồm một đôi sam, một cá sấu bạch tạng, hay là gọi là con hỏa tiễn bạch tạng, và một con hải tượng, một rồng và một số loại cá khác. Và bên cạnh khu bể cá là một sân chơi trẻ em rất là đẹp. Tôi thuê một em họa sĩ vẽ rất là tỉ mỉ một bức tranh thủy sinh, rất là nhiều loại cá tôm. Và
Rồi quý vị các bạn xem tiếp một vòng toàn cảnh không gian tầng 1. Và bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn lên không gian tầng 2. Tôi cũng dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra một cái không gian đặc biệt. Tầng 2 là một không gian rất lý tưởng. Và tôi khẳng định là nó sẽ khiến cho quý vị và các bạn hết sức bất ngờ. Thú vị. Trung tâm ẩm thực Viết Khôi thì chủ yếu là phục vụ các cái món về ngựa. Nhưng cũng có rất là nhiều món ăn khác như là bê, dê, gà, cá, khỏ, rồi thì đặc sản như các loại thú rừng cũng đều có. Rất là nhiều ngày thì hôm nay tôi mới có thể review cho quý vị xem toàn bộ khung cảnh kiến trúc tầng 2. Vâng, trước mắt quý vị các bạn là không gian kiến trúc tầng 2 được tôi thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, phong cách vừa đương đại vừa cổ điển, với một bức tranh khổ lớn được cậu em họa sĩ vẽ rất là tỉ mỉ, cầu kỳ. Tôi đang đứng giữa trung tâm của tầng 2. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây là cái khu vực sân khấu. Tôi bố trí dàn âm thanh, ánh sáng rất đầy đủ để cho khách hàng có thể giao lưu văn nghệ. Tầng 2 với lại tầng 1 thì được thiết kế hệ thống hút âm công nghệ Hàn Quốc rất là hiện đại. Chào em. Và đây là khu vực gia đồ của tầng 2. Nó gồm có một thang hàng và một không gian các bạn ấy làm các đồ gia vị. Tiếp tục tôi xin mời quý vị và quan sát thêm một lần nữa. Thì hôm nay là buổi lễ khai trương, vì vậy mà chúng tôi đang chuẩn bị tiệc với số lượng là 200 khách. Vâng, nhân tiện đây thì cũng giới thiệu quý vị và các bạn, tôi không chỉ là một người thiết kế xây dựng mà tôi còn làm rất là nhiều công việc khác nhau. Nếu anh em nào có nhu cầu về thiết kế các công trình nhà ở, công trình biệt thự, rồi không gian sân vườn, villa, hay là thiết kế cảnh quan đô thị, hay thiết kế nhà hàng, tóm lại tất cả các dạng kiến trúc chúng tôi đều có thể đáp ứng được và chắc chắn là sẽ làm hài lòng quý vị và các bạn. Đặc biệt là anh em yêu cây cảnh cả nước, nếu mà anh em nào muốn làm nhà hàng thì hãy liên hệ với tôi. Và bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn xem toàn cảnh không gian tầng 3 của trung tâm ẩm thực Viết Khôi. Tầng 3 bao gồm là có 4 phòng VIP nhỏ và một không gian VIP lớn để tổ chức hội nghị với quy mô là từ 100 đến 150 khách. Các món ăn của chúng tôi thì được các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến bằng rất nhiều cái phong cách, từ thú rừng, món ăn dân tộc cho đến những món ăn đương đại Á Âu đều có thể đáp ứng được. Và đây là cái phòng VIP 4 được tôi thiết kế theo phong cách ngồi phản.
rất là đẳng cấp. Và bây giờ tôi tiếp tục xin mời quý vị và các bạn xem một phòng VIP nữa. Và bây giờ là phòng VIP 3 tại trung tâm ẩm thực Việt Khôi. Phòng VIP này tôi sơn màu xanh da trời. Mục đích là tôi muốn tạo ra một cái không gian khác biệt, có cái màu sắc cũng như mang tính chất phong thủy khác nhau ở mỗi cái không gian phòng VIP. Quý vị và các bạn đến đây có thể lựa chọn phòng theo cái phong thủy của mình, tuổi tác của mình hay là theo cái sở thích của mình. Và tôi xin mời quý vị và các bạn đến mỗi không gian phòng VIP tầng 1, phòng VIP 1 cũng được tôi thiết kế với không gian mở, tất cả đều được mở cửa, xung quanh là các cái cửa kính và vách kính để có thể lấy được rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Và bây giờ tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn một siêu phẩm cây công trình, đó là một tác phẩm thiết mộc lan có đường kính là 65 cm. Đây là một trong những cây thiết mộc lan mà theo tôi biết nó là gần như lớn nhất khu vực miền Bắc. Nếu mà ai biết được ở đâu có cái cây thiết mộc lan to hơn thì có thể liên hệ với tôi để tôi sưu tầm các cái loại cây công trình cỡ lớn, đặc biệt là cái dòng thiết mộc lan như vậy. Và đây là không gian phòng VIP 2 được tôi bài trí theo một phong cách khác nữa. Tôi sử dụng loại đèn trần hiện đại, có phong cách đèn thả nhiều tay và ánh sáng ấm. Phòng VIP này thì được bố trí một bàn tròn. Vâng, và bây giờ tôi tiếp tục xin mời quý vị và các bạn lên không gian tầng 4, là một không gian rất đặc biệt trong cái trung tâm ẩm thực Việt Khôi. Để lên được tầng 4 thì tôi phải đi thang máy. Thang đã đến rồi. Vâng. Xin mời quý vị và các bạn được xem cái cabin thang máy của tôi. Và chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ rất bất ngờ khi thấy tôi uống gì gọi nhá, cứ tự nhiên.
video tiếp theo.